anh em nhà sàn vừa làm một cái thí nghiệm để tính năng chứng minh đá thành có tính áp điện. Nếu các bạn hứng thú thì mời các bạn hãy xem tiếp video. Năm 1880, nhà máy học Jack Queen tìm ra tính năng của đá thành. Đá thành có tính áp điện. Đá thành có tính áp điện. Áp điện nghĩa là khi ta tác động dạng lực dạng sóng tụ vào tinh thể đá thành thì đá thành sẽ sinh ra dòng điện, và ngược lại khi điện năng đi qua đá thành thì đá thành sẽ dao động một dạng với tần số tương tự, đó là tính áp điện. Với tính năng áp điện của đá thành thì con người mình đã sử dụng đá thành trong khoa học công nghiệp và trong phong thủy như thế nào? Các nhà khoa học đã dùng đá thành để chế tạo các linh kiện trong đồng hồ, để đồng hồ sẽ chạy một cách chuẩn xác hơn. Những trạm xe lửa ở trong các quán bar và các cầu thủ bóng rổ, khi các bạn chơi sẽ sinh ra các dao động, và người ta đã sử dụng những ứng dụng này để sinh ra cung cấp cho những bóng điện, những bảng điện tử. Vậy người ta sử dụng đá thành ứng dụng trong phong thủy với tính áp điện này như thế nào? Người ta sẽ dùng các loại đá thành vụn như thế này. Các thầy, các chuyên gia phong thủy sử dụng những viên đá thành vụn rải một lớp dưới nền nhà. Loại đá này có tác dụng các sóng từ, các sóng xấu, những dao động ở dưới lòng đất tác động lên ngôi nhà, khi qua lớp đá này sẽ được hấp thụ và chuyển thành điện năng giải trừ ra đất. Còn đây là những trụ đá mọi người sẽ chôn dưới nền nhà, bốn cục, và ở giữa một cục cũng có tác dụng chấn trạch và thu hút những dao động chuyển thành điện năng. Và đây cũng thế, những viên đá thành vuông. Đây là trong ứng dụng trong phong thủy chấn trạch nhà. Con người mình đã biết sử dụng các loại đá thạch anh để làm các trang sức như làm ra vòng tay từ thạch anh, thạch tóc, thạch anh trắng, thạch anh tóc râu, tím, hồng và nhiều vật phẩm phong thủy khác. Khi các bạn đeo trên người thì có tác dụng nó sẽ bảo vệ bạn, như là khi những sóng phát ra từ điện thoại, từ tivi thì các vòng này sẽ thu hút và chuyển thành điện năng. Nên khi các bạn đeo một thời gian, các bạn phải tưới nước, phải rửa sạch, phơi nắng để giải trừ các dòng điện ở chứa trong vòng, thì dòng điện những vòng của các bạn mới có tác dụng phong thủy. Một số người không thích đeo vòng, họ sử dụng những vật phẩm phong thủy như châu phong thủy hay thiềm thư, ống địa và các trụ đá để trong nhà. Các vật phẩm phong thủy này, các trụ đá này sẽ có tác dụng thu hút những sóng phát ra từ TV, từ các thiết bị điện tử, từ môi trường do không gian tác động lên ngôi nhà, tác động con người sinh sống cho nó sẽ chuyển thành điện năng và giải trừ ra. Những linh vật này các bạn cũng thường xuyên tưới nước và phơi nắng để tẩy rửa, gọi là trong phong thủy gọi là tẩy rửa năng lượng. Đây là một bí quyết được anh em tìm ra và được các nhà chuyên gia phong thủy tư vấn thêm. Nếu có dịp mời các bạn ghé thăm anh em nhà sàn Tây Nguyên. Anh em nằm ngay ở thành phố Di An, Bình Dương, cách Sài Gòn 10 km.
Hoặc các bạn ở xa thì các bạn có thể đăng ký kênh, kênh theo dõi anh em nhà sản Tây Nguyên, luôn chia sẻ về các loài đá phong thủy tự nhiên Việt Nam mình. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.